Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây giống sầu riêng lát thơm nha bà con. D200 ha. Trong ruột thì nó sẽ màu vàng cam nha. Hôm nay thì bên Ly đang xuất hàng về cái lô sầu riêng lát thơm. Thì Ly cũng muốn giới thiệu cho cô chú anh chị nào đang dự định trồng thì quý bà con chúng ta cũng có thể tham khảo về giống sầu riêng giống mới này nha. Sầu riêng lát thơm quý bà con chúng ta trồng chăm sóc tốt á thì thời gian cho trái chỉ trong vòng là 3 năm rưỡi nha, chúng ta bắt đầu làm trái được. Ở trong ruột thì nó sẽ màu vàng cam, mẫu mã trái đẹp nha bà con, rất là dễ làm trái luôn. Bạn này rất là dễ đậu trái ha, nó không có khó làm trái giống như những dòng sầu riêng trước nha bà con. Có thể là ra bấy nhiêu bông thì nó sẽ đậu bấy nhiêu trái, và trọng lượng của trái thì nó từ 1,5 kg tới 2,5 kg là dạng trung bình nha. Có thể là trái to từ 3 kg tới 3,5 kg vẫn có, nhưng mà cái lượng trái ở trên cây thì nó ít, Ly không chia sẻ vào ha. Sầu riêng gai đen ha, đắt nhất thế giới luôn nha bà con. Và giá thu hiện tại tại vườn thì cũng là từ 250.000 đến 400.000 trên 1 kg là giá thu tại vườn nha. Còn giá bán lẻ ra thì từ 400 đến 500.000 trên 1 kg ha bà con. Còn đây là cây giống nè. Cái đơn này thì Ly sẽ xuất đi về Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha bà con. Cái đơn này của anh Cường nè. D200 100 cây đây ha. Sầu riêng lát thơm D200 ha. Thì ngày hôm nay bên trung tâm cây giống cũng có ghép xe đi chung ha bà con. Không riêng về giống sầu riêng lát thơm này đâu. Rồi cũng có vú sữa Mica nè. Vú sữa Mica, rồi mít cực đỏ xưa vàng ha. Rồi có 100 cây lựu đỏ Ấn Độ nữa nha bà con. Và kèm theo phân bón lót. Thì bên Ly cũng có cung cấp cái phân bón lót trước khi mà chúng ta trồng cây ha. Phân hữu cơ 068 nha bà con. Một bao như vậy là 40 kg. Chúng ta bón lót cho được giống như mít nè, vú sữa Mica, cây nhỏ thì chúng ta xài cho được 80 cây. Còn nếu như cây sầu riêng thì chúng ta bón lót giai đoạn đầu thì được 40 cây nha bà con. Một bao vậy là 40 kg ha. Ly cũng có ghép đơn đi chung cũng rất là nhiều nè. Rất là nhiều ha. Lên một lần đi là đầy xe giống như vậy luôn. Thì ngoài cây sầu riêng lát thơm ra thì bên Ly còn rất là nhiều loại cây giống luôn nè. Nơi đây là nơi nuôi sầu riêng ha bà con. Có chủ đầu tư đặt hết rồi. Giống như cái đơn này là sầu riêng Musakin. Sầu riêng Musakin 125 cây ha. Đơn này nè, 125 cây. Rồi bên đây cũng là sầu riêng lát thơm nữa nè. Sầu riêng lát thơm đây ha bà con. Rồi ở dưới đây, ở dưới đây cũng là sầu riêng lát thơm, nhưng mà cái đơn này có chủ đặt rồi. Có chủ đặt rồi. Cái đơn này là 300 cây nè. 300 cây sầu riêng lát thơm ha bà con. Có chủ đầu tư đặt rồi thì Ly sẽ soạn ra để riêng giống như vậy và xả nắng trực tiếp luôn ha. Khi giao đến cho chủ đầu tư thì quý bà con chúng ta trồng thôi, không có cần xả nắng. Nếu như quý bà con chúng ta kỹ thì chúng ta để lại, dưỡng lại cho quen nước quen nắng nha. Khoảng từ 10 ngày đến 15 ngày thì chúng ta trồng thì cây nó sẽ tốt hơn nữa nha. Đây là cái lá nè. Lá sầu riêng lát thơm thì quý bà con chúng ta nhìn nó sẽ màu vàng, nhưng mà dạng như màu vàng mơ mơ ha bà con, giống như màu xanh vàng chứ không có xanh đậm giống như là cái sầu riêng Thái hoặc là sầu riêng ghi sáo được nha. Đây cũng là một lô cây sầu riêng lát thơm nè. Đó. Đang nuôi xả nắng trực tiếp luôn ha, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Còn nói về sầu riêng lát thơm thì quý bà con chúng ta nào mà thích trồng cây giống mới này ha, là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là dễ chăm sóc nha bà con. Thì Ly cảm nhận là sầu riêng lát thơm này nó kháng bệnh tốt hơn những loại sầu riêng trên ha. Sức sống của bạn này rất là tốt nha, tại vì bên Ly có trồng vườn mẫu hết. Bất cứ mà bên Ly cung cấp ra cây giống gì thì Ly cũng có trồng vườn mẫu hết nha. Và hiện tại bây giờ bên Ly đang làm trái vườn sầu riêng ghi sáo và sầu riêng Thái ha, đang làm trái. Mới đậy bạc thôi, đậy bạc ngày mùng 5. Thì hôm nay được 8 ngày rồi. Đây nè, đó quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Nuôi sầu riêng rất là kỹ nha. Thì bên Ly cũng đang có chương trình khuyến mãi về giống mít cục đỏ sơ vàng ha. Quý bà con chúng ta nào thích đầu tư về giống mít cục đỏ sơ vàng thì bên Ly đang còn chương trình khuyến mãi giống như là giảm giá ha. Gốc to thì còn có 35.000, gốc nhỏ thì có 27.000 ha bà con. Nếu anh chị nào chúng ta thích trồng mít thì chúng ta trồng ngay bây giờ nha. Thì bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây giống ra thì có hỗ trợ kỹ thuật trồng nè, hỗ trợ kỹ thuật làm trái và có lắp đặt luôn cái hệ thống tưới tại vườn luôn nha. Cô chú anh chị nào chúng ta có thắc mắc hoặc là có nhu cầu trồng cây giống thì cứ việc liên hệ với anh trung tâm cây giống theo hai số điện thoại trên nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.